Bây giờ mình chuẩn bị ngâm bột để đổ bánh xèo ha. Mình cần bột gạo hiệu gì cũng được ha. Đây là gói bột gạo, và mình đông chén nhỏ chén lớn gì cũng được tùy. Một chén bột gạo gạt ngang, xong mình cho vô một cái hũ. Mình phải đông đúng cái này thì khi mình đổ bánh xèo nó rất là ngon, và cái công thức của mình làm rất là nhiều năm rồi, nó luôn luôn chuẩn. Một chén bột gạo thì mình cần hai chén nước ấm ha. Mình lấy chén nhỏ chén lớn gì cũng được, miễn lấy cái chén làm cái đơn vị. Xong, đầu tiên mình cho vô một chén trước, mình quậy nó ra. Mình đừng có cho hai chén vô liền, nó khó quậy lắm. Mình phải cho một chén vô trước, xong mình quậy cho nó tan đều hết, rồi mình cho chén thứ hai vô thì nó dễ hơn. Chứ không thôi bột nó cứ lều bèo nó nổi ở trên. Xong, chén thứ hai mình cho vô. Nhưng mình chờ lại một chút nha, để mình pha. Đây là bột nghệ. Mình bỏ vô khoảng nửa muỗng cà phê thì được. Nó có nhiều loại bột nghệ lắm, thành ra mọi người lưu ý ha. Đây, loại này là nó rất là mịn. Mình lấy khoảng bao nhiêu đây là được. Còn nếu mình pha nhiều bột hơn, nhiều bột gạo hơn, thì mình phải cần nhiều bột bột nghệ hơn. Xong mình hòa tan trước ở ngoài cái chén cho nó đều, rồi mình hãy bỏ vô. Bây giờ xong, đây là cái phần pha bột. Cái phần pha bột này rất là quan trọng, cả nhà nên pha bằng cái nước ấm ấm, và mình để nó qua một đêm thì khi đổ rất rất là ngon. Mình cho thêm tí muối nha. Ai thích ăn bột ngọt mì chính thì bỏ vô. Như vậy là xong phần của mình rồi. Cái kiểu của mình làm là không bao giờ mình cho nước dừa, không bao giờ cho cái gì vô hết. Nếu mà tại vì mình đổ bằng cái chảo, bằng cái vớt, nếu mà mình cho nước dừa vô nó trơn quá, nó tuột xuống hết, nó tạo thành cái vũng ở dưới, nó không có bám vô thành chảo. Thành ra mình lưu ý là cả nhà thử theo công thức của mình thì nó mới ra cái bánh xèo giống của mình làm ha. Xong bây giờ mình đậy nắp lại. Ngày mai nếu mà mình đổ thử một cái đầu tiên mà mình thấy cái bánh xèo nó chưa vàng như ý thì mình cho thêm chút bột ngọt, chút bột nghệ vô ha. Nó lộn. Xong mình để qua một đêm ha, mình để ngoài. Chỗ này chắc được bốn cái bánh xèo lớn á. Hello, chào cả nhà. Đây là cái đồ nghề của mình đổ bánh xèo. Mình có cái chảo này gần 20 năm rồi. Bây giờ mình sẽ giải thích về cái chảo. Khi mua cái chảo này, mình mua mình nhiều cái chảo rồi, xong rồi không xài được, bỏ hết. Nhưng cái chảo này rất là ok. Là lý do nó như vậy. Khi mình mở nắp cái này ra, mình rửa rất là dễ dàng. Và cái dòng điện nó nằm ở trong cái đít chảo như vậy. Thành ra khi mà mình tưởng tượng mình đang đổ bỏ bột vô đây, mình xoay cái chảo thì cái dòng điện nó sẽ không có ngắt cái điện, và lúc nào cái chảo nó vẫn nóng. Do đó khi mình đổ bánh xèo, cái bánh xèo rất là ngon. Mình chưa bao giờ bị thất bại về cái bánh xèo
và đổ vào cái chảo này. Cái chảo này mình có thể làm dùng nhiều việc, làm như làm lẩu hay làm một cái gì đó. Nhưng mà mình đã nhiều năm đi tìm tòi một cái chảo để đổ bánh xèo cái thật chất lượng như đó, mình không sử dụng qua một cái khác mà mình chỉ xài đúng cái chảo này thôi, chỉ để dành riêng cho nó, đặc biệt đổ bánh xèo. Mình sẽ có hai cách đổ bánh xèo. Một là mình xào cái nhân trước. Đây là cái nhân mình đã xào thử trước. Cái này lần đầu tiên mình thử. Hồi trước giờ là toàn là mình bỏ tôm với lại thịt vô đây là mình xào thôi. Mà hôm nay mình xào thử cái kiểu này. Mình vặn lửa maximal. Và cái đồ nghề thứ hai của mình, đây là mình đã chuẩn bị trước hết. Mình sẽ có những cái hũ như vậy, mình đục những cái lỗ, xong ở dưới á là mình để một cái hũ nữa để mình ấy, mình trồng nó vô như vậy. Thì khi mình làm thịt hay là tôm thì cái nước nó sẽ chảy xuống, nó đọng ở dưới, con tôm nó sẽ không bị tanh. Tôm này là mình đã xả đá thì mình ngâm ở trong nước muối, mình rửa sạch và mình cắt cái đuôi chừa lại như vậy. Tôm loại trắng mà cái vỏ nó mỏng nha. Đây là một cái. Còn củ hành thì mình sẽ sắc cái kiểu này, kêu là chả cao. Mình cần giá và thịt ba rọi. Mình sẽ cắt mỏng mỏng nhưng dài. Đó, thì bây giờ mình thử, đầu tiên là mình thử trước cái mình xào sẵn. Bột thì hôm qua mình đã ngâm rồi. Bột mình ngâm mình để ngoài, mình không có bỏ nước dừa, không bỏ gì hết. Và cái bột này nếu mà mình làm nhiều và mình làm bán thì mình làm một cái hũ to, xong mình vẫn bỏ theo cái công thức là một chén bột ngang và hai chén nước. Thì mình để nắp lại, mình để tủ lạnh, khi nào khách kêu thì mình lấy ra mình làm là vẫn ok, tại vì nó không có nước dừa, nó sẽ không có bị hư, nó rất là tốt luôn. Bây giờ chờ đợi chảo nóng thì mình chuẩn bị ha. Mình phải để nó thiệt là nóng. Và cái bột mình cũng quậy cho nó thật là đều lên. Qua một đêm ngâm rồi thì nó sẽ rất là mịn. Mình ngâm liền, làm liền cũng được, nhưng mà nó sẽ không ngon bằng. Bây giờ mình thử. Thường thường cái đầu bao giờ nó cũng không có ngon. Xong, mình nghiêng cái chảo đi. Mình nghiêng nhiều vậy để cái bánh nó càng lúc nó càng mỏng. Cái bánh nó có tàn ong như vậy là nó đạt tiêu chuẩn rồi. Hồi nãy trong cái chảo mình không có bỏ dầu ha, tại vì đây là một cái chảo chống dính. Rồi bây giờ mình thử cách thứ nhất, là tại nhiều khi nhiều bạn nói là khi mà nhà có khách mà đứng xào từng cái mà với tôm thì nó rất là lâu. Thành ra hôm nay mình sẽ thử cách này để cả nhà cùng coi cách nào từng cả nhà thích và tiện thì làm. Mình xào thịt hơi nãy hơi khét, đang xào thì có điện thoại chạy ra, điện thoại nó đen thui luôn, nhưng mà bữa nay mình thử thôi. Xong thì bây giờ mình cần một chút dầu để mình tráng cái chung quanh cái viền.
nhà pha bột mà nếu cái đầu mình thử á, mình đổ xong cái mình thấy cái màu vàng của bánh nó chưa có chuẩn á thì mình cho thêm chút bột nghệ nữa ha, rồi mình cứ ghi lại công thức thì lần sau mình làm nó sẽ rất là chuẩn luôn. Nhớ đừng có bỏ đường, bỏ nước dừa, bỏ đường, bỏ nước dừa giống như sẽ bị mau khét á. À, bây giờ mình bỏ giá vô. Mình chờ một tí ha, mình cũng có thể đậy nắp. Cái loại nắp này nó cũng rất hay là nó sẽ có một cái lỗ cho cái khói nó bay ra. Đây, cái khói nó đây, nó bay ra ngoài, nó sẽ không làm cái bánh mềm, nó sẽ làm cho giá nhanh chín chút. Mình thì rất thích ăn giá giống kiểu như nửa chín nửa sống, thành ra mình chỉ đậy một tí là được. Thường thường mà mình làm cho bạn bè hay là mình đi đổ cho nhà hàng cho người ta thì là mình sử dụng hai cái chảo. Khi có tiền phải hai chảo chứ một cái chảo khoảng gần 5 phút mới ra được cái bánh xèo thì ngồi chờ ăn cũng chết, mà người đổ cũng chết. Xong mình cho ra cái dĩa. Cái này phải có đồ nghề sẵn á, phải có hai cái sạn để vớt nó ra. Cái đầu nó không bao giờ nó đẹp hết, nhưng mà như vậy là mình thấy cũng ok lắm rồi. Sạn nào cũng được, không cần phải nhất thiết mua giống của mình đâu, mình gặp đâu mình mua đó. Ra nhiều khi giờ hỏi mua đâu cũng không nhớ, nó mỏng quá nó bể rồi. Xong, đây là thành phẩm của cái bánh thứ nhất. Và bây giờ mỏng lắm, mỏng và giòn lắm. Mình nếu mà mình để nó lâu hơn chút nữa thì cái bánh sẽ cứng hơn và ngon hơn, nhưng mình muốn làm cho nhanh. Bây giờ mình đổ cái thứ hai theo kiểu thứ hai, cả nhà quan sát ha. Mình cho thịt ba rọi vô, trong cái chảo không bỏ dầu nha, nó lên nó hơi tái tái một chút, hơi chín chín ở phía ngoài một chút thì được. Bây giờ mình cho tép vô, cái thịt ba rọi này nó sẽ ra mỡ, thành ra nó sẽ đủ làm chín cho cái tép. Thơm phức cả nhà luôn. Cả nhà nồng nặc mùi bánh xèo. Rồi, củ hành mình cho sau cùng. Củ hành cắt và sẽ sao như vậy, nhưng nếu mình cắt mỏng quá nó bị nát hết á. Trời ơi, nó văng tùm lum. Rồi bây giờ mình cho bột vô. Trước khi cho bột, ở nhà nhớ phải quậy cho đều nha. Nó không đều mà thì nó đặc quá hoặc nó lỏng quá thì nó không đúng, nó cũng không thành. Cho một vá đầy và mình bắt đầu từ cái vành ở trên mình đổ xuống. Rồi xong, bây giờ mình xoay cái chảo. Mình xoay cho cái bánh nó đều.
bây giờ chỗ nào nó hủng thì mình vá nó. Cái chảo này nó có dòng điện, nó nằm ở sát cái đít chảo, thành ra khi mình xoay như thế nào nó cũng vẫn nóng đều cả cái chảo. Bên đây nó hủng một tí, mình vá nó. Xong, mình để cho nó tróc tự nhiên một tí thì được. Rồi bây giờ mình cho nó chút xíu dầu ở theo cái vành chảo. Mình bỏ chung quanh về nó sẽ tự động nó chảy xuống. Mặc dù là chảo chống dính nhưng mà không có dầu thì nó cũng không có tróc cái bánh, nó không có ngon. Ở Việt Nam người ta làm một cái, người ta cho nguyên một cái vá dầu vô luôn để cho bánh nó vừa giòn mà nó vừa nhanh chín, nó nổi, nó bơi ở trên á. Cái đó người ta làm kiểu người ta bán. Cái này nó mỏng quá, nó tuột xuống nè. Nó mỏng quá, nó tụt cuốn lại, nó tuột xuống luôn. Mấy cái sao mà mình làm, nếu mà nó lát mình vớt cái bánh này ra thì nó sẽ động cái dầu sót lại, không phải là cái bánh này nó hút hết cái dầu chất dầu mình vừa bỏ vô đâu. Nó sẽ động lại với chảo thì mình trút ra, mình lại tiếp tục làm cái khác. Rồi bây giờ mình bỏ giá vô. Cái này mình ăn chung với cải bẹ xanh và các loại rau như tía tô, húng cây, húng lủi, húng quế, để coi cái gì nữa, húng nhiều cái loại húng với lại giáp cá. Mình cuốn làm ăn với nước mắm chua ngọt và đồ chua rất rất là ngon luôn. Mình thì hay bài lắm. Cả nhà thấy cái bánh và mình xê nó tới xê lui được nè, tất nhiên là nó đã tróc toàn bộ cái bánh ra khỏi rồi. Nếu mà lúc mình xào tôm với xào thịt mà mình bỏ vô một chút dầu mình xào thì cái bánh nó sẽ bị tuột xuống, nó trụng, nó nằm ở giữa như vậy. Thành ra mình không, mình sẽ lợi dụng cái mỡ nó ra từ ở trong cái thịt ba rọi á, thì nó sẽ làm chín con tôm, mà nó chín vừa phải thì nó rất là ngon. Nó ra tàn ong như vậy là rất rất là đạt tiêu chuẩn luôn. Chờ chút xíu nữa ha bà con. Nó vàng tí nữa thì nó hấp dẫn hơn, nó ngon hơn. Bây giờ mình muốn nó vàng nâu chỗ nào á thì mình đẩy nó lên vậy, thì cái phần này nó sẽ, dầu thường thường nó nằm ở dưới, đẩy lên về thì chỗ này nó sẽ màu nâu, nó vàng nâu chỗ này. Xong bây giờ mình lấy ra ha, lấy ra rồi mình cùng ăn. Đạt tiêu chuẩn rồi nha bà con, thì mình xúc nó ra. Cái sạn bự này cũng không có tốt, mình hà xài hai cái nhỏ thì hay hơn, mà của mình nó để quên nhà người ta rồi. Đây, lấy nguyên cái ra như vậy, cho vô cái dĩa. Xong đạt tiêu chuẩn ha, bánh rất là mỏng đây, mỏng và giòn,
Đạt tiêu chuẩn 10 điểm luôn. Đói quá rồi, bây giờ có đầy đủ rồi, mình vô mình bắt đầu ăn. Mời cả nhà ha. Đói quá rồi, nãy ăn hết gốc rồi bây giờ mới chực nhớ quay video. Bây giờ mình lấy một cái lá cải xanh ha. Xong mình cho một ít rau thơm vô. Dắp cá vô. Húng cây, húng lủi, húng quế. Này là rau mình trồng hết nha. Xong giờ mình bẻ một miếng bánh xèo thử coi nó có giòn không ha. Bên đây thì mình ăn hết rồi. Đây. Giòn không? Rất là giòn ha. Phần ở giữa này nó sẽ không bao giờ nó giòn đâu. Nhưng mà vậy là chuẩn rồi. Bỏ này vô, bỏ con tôm vô. Xong, quan trọng cũng là cái nước chấm nha. Bỏ đầu chua vô, cho một lát ớt vô, cuốn lại. Xong, mâm thôi.